Các bạn thân mến, mẫu biệt thự mái Thái tân cổ điển 3 phòng ngủ là một mẫu nhà quen thuộc hiện nay với diện tích không quá lớn 6,1 x 18 m². Gia đình anh Dũng ở Nghệ An mong muốn sở hữu ngôi biệt thự là nơi an cư lạc nghiệp. Thiết kế không chỉ là sinh hoạt trong nhà mà còn không gian xung quanh hướng tới sự gần gũi với thiên nhiên. Xin mời các bạn cùng Tân Á chiêm ngưỡng mẫu biệt thự của gia đình anh Dũng các bạn nhé. Biệt thự tân cổ điển được thiết kế tối giản là những chi tiết trẻ trung hiện đại trên nền tân cổ điển đẹp mắt, tạo ra không gian đẹp ấn tượng bởi sự sang trọng. Mặc dù với diện tích không quá lớn, nhưng với những gì tạo ra khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Hình khối rõ ràng, đường nét tối giản với một vài chi tiết chấm phá của phong cách tân cổ điển. Phong cách cổ điển thổi hồn vào kiến trúc hiện đại, làm mới cho ngôi nhà khiến cho ngôi nhà mang hơi hướng hoàng gia, trang điểm cho ngôi nhà thêm lộng lẫy và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Các thước cột vuông tròn xuất hiện tạo nên vẻ khỏe khoắn và tô đậm phong cách chính được lựa chọn. Các màu trắng nhẹ nhàng tinh khiết làm chủ đạo, không hề làm lu mờ những đường phào chỉ, cột keo như thiết kế cửa làm cho rực rỡ hơn. Các thiết kế lan can sắt nghệ thuật phun tĩnh điện màu đen uốn lượn hay đèn chùm lớn được sử dụng để làm tăng thêm phong cách tân cổ điển, đồng thời tạo điểm nhấn cho bức tranh nhiều màu sắc. Kết hợp với đó là hệ mái vòm tạo vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển cho tổng thể công trình. Bậc tam cấp được ốp đá hoa cương sang trọng giúp ngôi nhà luôn được cao ráo và thông thoáng hơn. Cửa chính được sử dụng gỗ lim Nam Phi tạo không gian gần gũi và ấm áp hơn. Xung quanh ngôi nhà là hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực, mang nhiều ánh sáng vào mọi ngóc ngách của ngôi nhà, tạo không gian nội thất luôn được lung linh và rực rỡ. Xung quanh ngôi nhà là những tiểu cảnh cây xanh và bồn hoa, tạo không gian sống sinh động và hài hòa hơn với thiên nhiên. Với diện tích là 6,1 x 18 m², căn nhà của gia đình anh Dũng được bố trí một phòng khách, một phòng bếp công ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một sân ướt ở khu vực tầng 1. Còn lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một phòng thờ kết hợp với phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Thái tân cổ điển được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Dũng tại Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!